Namaste. Chào bạn, cùng với Giang luyện tập một bài tập giúp cho bạn có thể reset lại vùng đầu, reset lại vùng trái tim. Và trong ngày hôm nay, chúng ta cùng chăm sóc vùng đầu, vùng trái tim của mình với một bài tập rất tuyệt vời để kết nối với tâm trí, với vùng đầu và kết nối với trái tim của bạn. Hãy trải thảm ra và ngay bây giờ luyện tập cùng Giang. Trước khi bước vào bài tập, hãy đăng ký kênh YouTube của Tuệ Giang Yoga nếu bạn chưa đăng ký, để chúng ta cùng nhau luyện tập mỗi ngày. Trước tiên, Giang muốn bạn thả lỏng cơ thể ra. Nhớ đăng ký ha, thả lỏng cơ thể ra nào. Ok, hai chân của bạn đứng mở rộng song song bằng hông, nhấc 10 đầu ngón chân của bạn lên, sau đó nhấn đồng đều xuống thảm. Ok, thả mềm hai vai và hai cánh tay xuôi theo thân. Thả lỏng cơ thể trong tư thế đứng thoải mái nhất. Hãy thả lỏng hai vai, sau đó nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Hãy thả lỏng toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng vầng trán. Giãn nhẹ đôi lông mày của bạn sang hai bên. Ok, thả lỏng toàn bộ vùng mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm. Cảm nhận toàn bộ vùng đầu và khuôn mặt của bạn đang bao trùm một sự thả lỏng. Tiếp tục, hãy thả lỏng xuống hai vai, hai đầu vai và hai cánh tay. Cảm nhận như đang được trùng xuống trong sự thả lỏng. Cảm nhận các đầu ngón tay cũng được thả lỏng mềm mại ở đây. Bây giờ, bạn hãy hướng tới vùng thân giữa, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Và tại nơi đây, bạn hãy thả lỏng hơi thở của mình. Cảm nhận thật mềm mại, thật nhẹ nhàng. Cảm nhận sự thả lỏng của trái tim, sự mềm mại của hai lá phổi và sự thư giãn của các cơ quan nội tạng bên trong. Và lúc này, bạn cảm nhận sâu hơn khi vùng thân giữa, thân dưới đang vững chắc. Hãy tập trung vào hơi thở, chậm rãi khép đôi tay, chắp vai phía trước ngực, thả mềm vai hơn nữa. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Thả lỏng gương mặt, thả lỏng toàn bộ vùng đỉnh đầu, vùng đầu, sau gáy và trái tim của bạn. Thả lỏng hơn nữa. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Thả mềm hơn nữa cho Giang. Cảm nhận sự kết nối thật sâu với trái đất, với tấm thảm này. Lần ba, hít vào một hơi thật sâu nào. Tốt lắm. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng ra. Thêm một lần nữa. Hít vào một hơi thật sâu, thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra, thả lỏng cơ thể. Và bây giờ, từ từ mở mắt. Hít vào, bạn vươn hai cánh tay lên cao qua đầu, vươn dài các đốt sống lưng lên, trùng hai đầu vai xuống. Và thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân, hơi khép cằm của bạn lại. Trùng nhẹ gối, chậm rãi hít vào, bạn vươn hai cánh tay vươn lên. Và thở ra, thả lỏng hai tay, thẳng gối của bạn lên. Bạn sẽ thấy kết nối sâu hơn với toàn bộ bàn chân. Lần hai, hít vào, bạn trùng gối, vươn hai cánh tay vươn lên, trùng hai đầu vai xuống nào. Và thở ra, thẳng gối và thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Lần ba, hít sâu, vươn hai cánh tay và trùng gối của bạn lại, đẩy hông ra sau, trùng hai đầu vai xuống nào. Tốt lắm. Và thở ra, thả lỏng tay, duỗi gối của bạn ra. Một lần cuối, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, trùng gối nào, đẩy hông ra sau. Và thở ra, đẩy thẳng thân người và xuôi hai tay theo thân. Bây giờ, tôi muốn bạn hãy xoay người theo chiều dọc của thảm.
Chậm rãi hít vào, bạn vươn hai cánh tay lên, có thể bắt chéo cổ tay của bạn. Và thở ra, từ từ thả lỏng tay phía trước và vươn dài ra phía sau. Hít vào, bạn cuộn vòng vai, đẩy cánh tay lên, bắt chéo hai cổ tay. Thở ra, từ từ hai tay xuôi theo thân. Lần ba, hít vào, vươn hai cánh tay sao xa ra nào, rồi vươn cổ tay chéo nhau. Rồi thở ra, thả lỏng tay. Bạn sẽ thấy vùng ngực của mình được mở rộng hơn. Một lần cuối, hít vào, bạn vươn cánh tay ra sau vai, đẩy ngực ra phía trước, rồi vươn lên, bắt chéo hai cổ tay nào. Và thật chậm rãi thở ra, hai tay xuôi theo thân. Và lần này đưa hai lòng bàn tay áp về phía ngực. Chậm rãi hít vào, bạn mở bung cánh tay sang ngang, vươn lòng ngực ra phía trước. Và thở ra, bạn đẩy hông ra phía sau, thu thân người của bạn, ôm ngực của bạn lại, tay hướng về ngực, hơi trùng gối ha, nhấc các ngón chân lên cho ra. Lần hai, hít vào, bạn mở bung cánh tay, duỗi gối ra nào. Đúng rồi. Và thở ra, trùng gối, nhấc các ngón chân lên, rồi khép bàn tay về phía ngực như chúng ta đang ôm trọn trái tim. Khép cằm thu về cổ. Lần ba, hít vào. Đúng rồi, mở rộng lồng ngực và cánh tay của bạn ra, thả mềm hai đầu vai xuống. Và thở ra. Một lần nữa, hít vào, duỗi gối nào, đẩy thẳng thân người của bạn, mở bung cánh tay, mở rộng lồng ngực ra nào. Và thật chậm rãi, thở ra, chuồng gối, rồi đẩy hông ra sau, rút bụng lại. Rồi khép ôm trọn trái tim, mềm hai vai và cùi trỏ ra nào. Tốt lắm. Và lần này hít vào, bạn vươn hai cánh tay vươn lên. Thở ra, bạn trùng gối và đưa hai tay sang ngang cho ra. Rồi thả mềm vai ra ha. Lần hai, hít vào, bạn vươn hai cánh tay vươn lên, cảm nhận sự mềm mại. Và thở ra, trùng gối, đưa hai tay sang ngang. Lần ba, hít sâu, bạn vươn cánh tay và thân người lên nào, mềm hai đầu vai xuống ha. Và thở ra, nhấc bàn chân, các ngón chân nhấc lên, hai vai của bạn duỗi thẳng ra nào. Tốt lắm. Một lần cuối, hít vào, bạn vươn thân người vươn lên, mềm hai cánh tay và vai của bạn xuống nào. Tốt. Và thở ra, chung gối, rồi đẩy thẳng cánh tay ra nào. Ok. Và lần này, hít vào, bạn từ từ nâng thân người lên, vươn hai cánh tay lên. Và thở ra, bạn đổi bên cho Giang, nhấc bàn chân, các ngón chân nhấc lên ha, tay duỗi nào. Hít vào, tiếp tục vươn hai tay lên, trùng vai. Và thở ra, hai lần nữa, hít vào, tiếp tục vươn hai cánh tay vươn lên, mềm vai ra nào. Chậm rãi thở ra. Một lần cuối, hít vào, vươn lên, mềm vai ra nào. Thả lỏng gương mặt, thả lỏng vùng cổ và chậm rãi thở ra. Và bây giờ hít vào, từ từ bạn vươn cánh tay và thân người vươn lên, di chuyển hai chân về phía trước, đồng thời thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Chậm rãi hít vào, bạn vươn cân thân người vươn dài các đốt sống lưng lên. Thở ra, gập thân người xuống tại khớp háng, trượt dài hai tay về phía trước, hạ lòng bàn tay xuống thảm. Hít vào một hơi, tiến hai tay về phía trước, nâng nửa thân người duỗi dài các đốt sống nào. Thở ra, chung cùi trỏ tay, hạ bàn tay xuống thảm, cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Bạn có thể hơi trùng gối ha. Ok, và từ từ hít vào, bạn tiếp tục đưa hai tay về gần cổ chân, nắm lấy cổ chân, duỗi ngực của bạn ra, mở rộng tim, cảm nhận các đốt sống vùng cổ,
đang chạy dọc dài theo các đốt sống vùng lưng. Thở ra, bạn gập thân người xuống cho giang, hơi hạ mông. Và từ từ hít vào, nâng nửa thân người lên, đưa tay về hai bên mông nào. Duỗi ngực của bạn ra, duỗi hông của bạn ra, mở rộng trái tim ra nào. Thật chậm rãi thở ra, trùng gối và hạ thân người xuống. Bây giờ hít vào một hơi, bạn lướt cánh tay phải chống năm đầu ngón tay trái lên. Xoay cảm hướng theo tay phải, trùng gối trái của bạn lại, đúng rồi, tốt. Và thở ra, hạ tay phải xuống thảm cho giang. Chống năm đầu ngón tay, chậm rãi hít vào, bạn tiếp tục trùng gối phải và vươn cánh tay trái lên. Tốt, xoay cằm mắt hướng nhìn theo vai trái. Chậm rãi thở ra, từ từ hạ tay trái của bạn xuống thảm. Duỗi thẳng đầu gối chân phải, chống năm đầu ngón tay trái xuống thảm. Chậm rãi hít vào, bạn đặt trùng gối trái và lướt cánh tay phải vươn lên. Cảm nhận vùng ngực đang được mở căng ra. Tốt. Và thở ra, từ từ hạ năm đầu ngón tay phải xuống thảm và duỗi gối chân trái của bạn ra. Duỗi ngực ra nào. Một lần cuối, hít vào, bạn trùng gối phải và lướt cánh tay trái của bạn lên. Xoay vai, rồi mở ngực, hướng cằm và mắt nhìn lên tay trái. Tốt lắm. Chậm rãi thở ra, từ từ hạ tay trái của bạn hướng xuống thảm. Bây giờ hãy đưa hai tay của bạn nắm lấy cùi chỏ nào, thả lỏng đỉnh đầu hướng xuống thảm, lắc lư thân người qua trái, qua phải. Cảm nhận cơ thể của bạn đang được thả lỏng, toàn bộ vùng đỉnh đầu đang được hướng về đất mẹ, vùng trái đất. Cảm nhận nguồn năng lượng thật sâu từ đất mẹ được đưa lên đỉnh đầu. Cảm nhận cơ thể chuyển động trong sự nhịp nhàng của hơi thở. Máu được đưa về não, kích hoạt toàn bộ vùng đầu. Chúng ta đang reset lại vùng đầu. Và cảm nhận toàn bộ vùng đỉnh đầu của bạn đang nóng ấm dần lên và máu huyết được lưu thông rộng khắp trên vùng đỉnh đầu và khuôn mặt của bạn. Từ từ đưa thân người của bạn về giữa. Hít vào, bạn nâng thân người vươn lên. Nửa thân người thôi. Thở ra, từ từ hạ thân người hướng xuống thảm. Chậm rãi chống 10 đầu ngón tay. Hít vào, bạn bước chân phải dài ra phía sau. Thở ra, hạ đầu gối phải xuống thảm, duỗi mũi chân phải. Chậm rãi hít vào, bạn từ từ nâng thân người lên. Hai tay thả lỏng, vươn ngực về phía trước. Hai đầu vai ra phía sau, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Thở ra, thả mềm hai cánh tay. Và lần này hít vào, bạn vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra, tay trái đặt lên đầu gối trái, đưa tay phải ra phía sau đùi, trượt xuống phía đùi sau và đẩy vai ngực của bạn lên nào. Chậm rãi hít vào, từ từ lướt hai cánh tay nâng thân người vươn lên. Thở ra, lật ngửa bàn tay đan vào nhau hướng lên bầu trời. Ok, đẩy ngực ra phía trước, hai tay ra phía sau, cuộn xương cụt hướng về rốn. Cảm nhận vùng ngực được mở rộng. Ok, và thật chậm rãi hít vào, bạn khép hai tay hướng về phía trước, cùi chỏ áp sát vào nhau. Thở ra, luồn tay phải của bạn đặt lên cùi chỏ tay trái, đan tay vào nhau, bắt chéo tay vào nhau. Hít vào, từ bạn đẩy hai cùi chỏ lên nào. Tốt lắm. Và thở ra, bạn tách hai bàn tay sang ngang. Hai tay song song phía trước ngực, hít vào, bạn mở vai ngực ra nào. Trong tư thế cánh tay xương rồng, ngực vai của bạn được mở rộng, trái tim được mở rộng. Thở ra, bạn khép hai cùi chỏ sát vào nhau. Lần hai, hít vào, mở rộng ngực nào, mở rộng tim, tốt. Và thở ra. Và từ từ hít vào,
Bạn vươn hai cánh tay lên cho Giang. Thở ra, hạ bàn tay xuống thảm. Thở hết ra, bạn duỗi gối chân trái kéo hông ra phía sau. Rồi từ từ hạ mông trên gót chân phải. Thu hai tay về gần gối phải. Rồi thở hết ra, bạn gập thân người hướng xuống thảm. Khép cằm thu về cổ, cảm nhận vùng đỉnh đầu hướng xuống thảm. Cảm nhận các đốt sống vùng lưng được kéo giãn. Vùng tim được thả mềm, hướng tim và đỉnh đầu về mẹ trái đất. Và bây giờ, chậm rãi hít vào. Bạn siết cơ bụng và cơ đùi, đẩy gối trái về phía trước, di chuyển hai tay về phía trước. Thở ra, bạn chống ức bàn chân phải, nâng gối phải lên, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, rồi nhấn bàn tay xuống, đẩy mông hướng lên bầu trời. Chậm rãi hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, bước hai chân ra phía sau, nửa bàn chân thôi nào. Thở ra, bạn đạp gót chân ra phía sau cho Giang. Hít vào, đẩy thân người về phía trước, thẳng vai nào. Thở ra, gót chân ra phía sau, nhẹ thôi. Hai lần nữa, hít vào, đẩy người về phía trước. Và thở ra. Một lần cuối, hít vào và mềm mại thở ra. Đẩy mông hướng lên bầu trời. Trùng gối của bạn lại, thả mềm vai, duỗi ngực, thả mềm đỉnh đầu và các đốt sống vùng cổ. Chậm rãi đưa ý thức về chân phải, hít vào bạn lướt chân phải vươn lên. Thở ra, bước chân phải về cạnh bàn tay phải, hạ đầu gối trái xuống thảm, duỗi mũi chân trái của bạn ra, chống 10 đầu ngón tay, vững vàng trên chân trái và chân phải thật chắc chắn. Hít vào, bạn đưa hai tay nâng thân người vươn lên. Ok, thả lỏng hai đầu vai, lòng bàn tay hướng về phía trước, các ngón tay thả lỏng dưới thảm, hướng các ngón tay xuống thảm. Và thật chậm rãi, hít vào một hơi, bạn vươn hai cánh tay lên cao nào. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Và lần này, hít vào, bạn vươn hai tay của mình vươn lên. Thở ra, đưa tay phải và tay trái về phía trước. Cùi trỏ tay trái đặt lên cùi trỏ tay phải, xoắn hai tay vào nhau, lòng bàn tay áp sát vào nhau. Hít vào, bạn đẩy cùi trỏ tay của mình nâng lên. Thở ra, hạ xuống nào. Lần hai, hít sâu, nâng cùi trỏ tay lên nào. Tốt, thả lỏng ra, thả lỏng mắt của bạn ra. Và thở ra. Nhẹ nhàng mở bung hai tay, hít vào, vươn cánh tay của bạn, vươn lên. Thở ra. Tay phải của bạn đặt trên đầu gối phải, đưa tay trái ra phía sau, đặt lên đùi trái. Thở hết ra, bạn trượt tay trái ra phía sau, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng ngực của bạn lên. Kề giãn toàn bộ vùng cơ đùi trước, siết cơ đùi chân phải. Hít vào, bạn nâng thân người, vươn hai cánh tay lên. Chắp tay lại phía trước ngực, khép cùi trỏ. Và thở ra. Hạ mềm vai xuống, chậm rãi hít vào, bạn mở căng hai tay trong tư thế cánh tay xương rồng. Mở rộng lồng ngực ra nào. Tốt, và thở ra. Khép hai tay lại. Một lần nữa hít sâu. Và thật chậm, thở ra. Và lần này hít vào. Bạn vươn hai tay lên cho Giang. Thở ra, hai tay chạm xuống thảm. Thở hết ra, bạn duỗi gối chân trái, đưa mông về phía gót chân, duỗi gối chân phải ra, thu hai tay về phía thân người nào. Hạ mông xuống gót chân trái, rồi hạ mềm cơ thể ra cho Giang. Cảm nhận cơ đùi sau chân phải đang được kéo giãn. Thả lỏng bàn chân bên phải. Chậm rãi hít vào, bạn từ từ đẩy thân người về phía trước, bước hai tay về phía trước, cạnh chân phải. Thở ra, bạn nâng đầu gối trái lên, chống ức bàn chân, bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Tốt lắm,
đẩy mông hướng lên bầu trời. Và bây giờ, chậm rãi hít vào, từ từ đẩy thân người về phía trước cho răng. Thở ra tiếp tục đẩy mông hướng lên bầu trời. Hơi trùng gối lại, nhấn lực về bàn tay phải, hít vào một hơi bạn nâng tay trái áp sát về lồng ngực. Thở ra, hạ tay trái xuống thẳng về vị trí ban đầu. Nhấn lực về bàn tay trái, chậm rãi hít vào, bạn đưa tay phải áp sát về phía ngực và trái tim nào. Thở ra, hạ tay phải của bạn xuống thảm, chậm rãi thở hết ra. Bạn nhấn bàn tay, đẩy mông hướng lên bầu trời. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, hai chân bước ra phía sau trong tư thế plank. Thở ra, bạn chung gối hạ xuống thảm trong tư thế cái bàn. Duỗi hai mũi chân của bạn ra, xoay rộng bàn tay bám xuống thảm. Chậm rãi hít vào một hơi, bạn cuộn xương cột hướng lên trên. Mở vai duỗi ngực ra nào. Và thở ra, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống, đẩy khu lưng lên, khép cằm thu về cổ, rút rốn vào. Lần hai, hít sâu, cảm nhận sự chuyển động. Từ tâm trí, hơi thở và nhịp thở cùng với các đốt sống và cơ thể. Thật chậm thở ra. Thêm hai lần nữa, hít sâu. Và thở ra thật chậm. Một lần cuối, hít vào một hơi thật sâu, di chuyển các đốt sống nào. Mở tim rộng ra. Và thở ra. Cuộn mông xuống, đẩy gù lưng rút rốn của bạn lên. Rồi chậm rãi hít vào. Bạn đẩy lưng của mình trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra mềm hai vai và cản lại lực hút trái đất ở đây. Chậm rãi nhấn lực về bàn tay phải, hít vào bạn nâng tay trái lên áp sát về lồng ngực, như nâng đỡ trái tim của bạn. Thở ra, từ từ hạ tay trái xuống thảm. Nhấn lực về bàn tay trái, xoay rộng các ngón tay ra nào. Hít vào bạn nâng tay phải lên, rồi áp sát về trái tim. Cảm nhận sự thăng bằng từ trong chính tâm trí, hơi thở và trụ đỡ của cơ thể. Thật chậm thở ra, từ từ hạ tay phải xuống thảm. Sau đó bạn lật ngửa bàn tay trái, hướng các ngón tay về phía đầu gối, đẩy thẳng cánh tay, đẩy thẳng vai lên để cảm nhận sự thư giãn của vùng cổ tay. Sau một vài giây cảm nhận sự kéo giãn của vùng cổ tay, chúng ta đổi bên. Lật ngửa bàn tay phải, hướng các ngón tay về phía đầu gối, sau đó bạn đẩy thẳng cú trỏ tay ra. Đẩy vai ngược lên, cản lại lực hút của trái đất. Cảm nhận sự kéo giãn của các bó cơ xung quanh cổ tay. Sau đó từ từ hạ cổ tay và bàn tay xuống thảm, đưa mông về phía gót chân trong tư thế em bé, thả mềm cơ thể của bạn ra. Lúc này, bạn cảm nhận toàn bộ cơ thể của bạn như đang chìm xuống trong sự thả lỏng. Toàn bộ vùng đầu như đang được trống rỗng trong sự thả lỏng. Cảm nhận sâu hơn nữa về trái tim. Hãy cảm nhận nhịp đập của từng trái tim đang hướng về ánh nhìn. Thông qua hơi thở, hãy hướng ánh nhìn
kiểm tra toàn bộ từ vùng đỉnh đầu, vùng cổ, gáy, vùng khuôn mặt, thân trước và thân sau, thân trên, thân giữa và thân dưới, xem còn chỗ nào, còn vị trí nào chưa được thả lỏng. Bạn hãy đưa tâm trí và hơi thở của mình trở về nơi đó, thả lỏng nhiều hơn nữa. Để sâu lắng hơn, Giang mời bạn hít sâu và thở chậm. Trước tiên hít vào, hãy hướng tâm trí và ánh nhìn về vùng đỉnh đầu. Và thở ra, hướng tâm trí và ánh nhìn hướng về đỉnh đầu. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu. Tiếp tục hướng tâm trí và ánh nhìn. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần bốn, hít vào một hơi thật sâu nào. Và thở ra thật chậm, thở hết ra. Bây giờ, hãy hướng ánh nhìn về trái tim. Chậm rãi, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Trái tim của bạn như được thả mềm hơn. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận trái tim của bạn như ấm áp hơn. Cảm nhận tình yêu thương dành cho chính bạn đang được tăng lên qua trường năng lượng. Thêm một lần nữa, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng cơ thể, toàn bộ tâm trí, toàn bộ vùng đỉnh đầu, toàn bộ phần phía trước mặt, phía sau đầu, thân giữa, thân trên hay thân dưới đều bao phủ sự thả lỏng. Và lúc này cảm nhận sâu hơn từ trái tim. Cảm nhận sự trân quý, yêu thương và biết ơn trái tim. Biết ơn trái tim này đã luôn luôn cảm nhận sâu sắc và cho tôi biết cảm nhận sâu lắng nhất ngay lúc này. Từ từ thu hai tay của bạn về gần gối, xòe rộng các ngón tay, hướng bàn tay về phía trước, cổ tay cách gối chừng 5-10 cm, thả mềm vai, hạ cụ trỏ tay của bạn hướng xuống thảm, thật chậm rãi xòe rộng các ngón tay ra. Hít vào, bạn lăn từ trán lên đỉnh đầu nào. Cảm nhận toàn bộ vùng đỉnh đầu như được reset lại. Thở ra, từ từ đưa mông về phía gót chân. Lần thứ hai, hít vào một hơi thật sâu, lăn từ trán lên đỉnh đầu, giữ lại tại điểm thóp. Có thể chống ức bàn chân, khép hai cùi trỏ. Lúc này nhấn ức bàn chân xuống, bạn cảm nhận sâu hơn điểm thóp của vùng đỉnh đầu hướng xuống thảm chắc hơn.
thả lỏng khuôn mặt và cằm. Hít thở điều hòa ở đây cho răng. Và thật chậm rãi, duỗi hai mũi chân. Thở ra, đưa mông về gót chân. Giữ tĩnh một lần nữa, chậm rãi hít vào, bạn lăn từ trán lên đỉnh đầu. Giữ nguyên tại đây, hít thở điều hòa. 5 4 3 2 1 và thật chậm, thở ra đưa mông về gót chân. Và bây giờ, vươn dài hai tay về phía trước, xoay rộng các ngón tay. Hít vào từ từ, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra hạ hông hướng xuống thảm. Hít vào, bạn vươn ngực về phía trước, đẩy hai đầu vai ra phía sau. Hạ hông xuống sâu hơn, cuộn xương cột hướng xuống thảm. Thở ra, bạn xoay cằm hướng qua bên phải. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, xoay cằm hướng vai trái. Hít vào, từ từ trở về giữa. Thở ra, xoay cằm hướng vai phải. Tốt lắm. Chậm rãi hít vào, trở về giữa. Thở ra, từ từ xoay cằm hướng vai trái. Chậm rãi hít vào, quay trở lại. Thở ra, khép cằm thu về cổ, rồi đẩy cong gù lưng lên, rồi kéo mông về phía sau, chống ức bàn chân của bạn lên, kéo mông về phía sau, kéo giãn nào, cảm nhận kéo giãn sâu hơn toàn bộ các đốt sống. Ok, và từ từ hít vào, bạn duỗi hai mũi chân, thu hai tay trở về gần thân người, nâng thân người lên, mở ngực. Thở ra, bạn hạ mông xuống thảm trong tư thế ngồi thoải mái nhất. Hai bàn chân áp sát vào nhau, cho rằng bắt sát hai bàn chân ha. Và bây giờ hãy đưa tay nắm lấy cổ chân của bạn cho rằng. Rồi chậm rãi hít vào, bạn khép hai cổ trỏ hướng về thân người, vươn ngực của bạn và vươn cằm lên cho rằng. Thở ra, khép cằm về hõm trên của cổ, thả mềm vai. Cảm nhận vùng gáy cổ phía sau được kéo giãn. Lần hai, hít vào, bạn vươn cằm lên, có thể khép đôi mắt để cảm nhận sự di chuyển của vùng cổ và vùng đầu. Thở ra, từ từ bạn khép cằm về hõm trên của cổ, thả mềm hai đùi ra nữa nào. Thêm hai lần nữa, hít sâu, vươn cằm của bạn nâng lên. Và thở ra, khép cằm về hõm trên của cổ. Chú ý chúng ta sẽ không gập quá sâu khi vươn cằm lên ha. Một lần cuối, hít vào, thả mềm vai, vươn cằm của bạn lên. Chú ý không ngửa đầu ra sau. Ok, các bạn chú ý ha, chúng ta để ý này, cái phần khi chúng ta vươn lên như này. Chúng ta sẽ không ngửa cổ quá sâu này. Khi ngửa cổ quá sâu, các đốt sống cổ nó bị gập. Chúng ta sẽ chỉ vươn này, hít vào, vươn lên. Cái phần cổ vẫn có cái khoảng không để chúng ta thở ha. Khép mắt lại để cảm nhận sâu. Ok, và từ từ thở ra. Bạn khép cằm thu về hõm trên nha. Thả mềm vai ra. Giữ ở đây cho sang. 3 2 1 và từ từ thả mềm cơ thể ra. Bây giờ hãy dùng hai bàn tay của mình massage cho bàn chân. Bây giờ bạn hãy đưa tay của mình, bàn chân của chúng ta sẽ có huyệt dũng tuyền ở đây, nó nằm ở phía giữa, ngón giữa này, ở phía giữa. Chúng ta dùng hai ngón tay cái đặt vào huyệt dũng tuyền như thế này và massage cho bàn chân. Đó, bàn chân được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể, nên là chúng ta phải massage cho chân nha. Và hôm nay bài tập chúng ta chủ đạo về vùng đầu và vùng trái tim. Đó, nhưng mà trên cơ thể thì có rất nhiều thứ nó sẽ liên quan. Đó, thì các đầu ngón tay và các đầu ngón chân cũng sẽ liên quan. Sau khi massage xong huyệt dũng tuyền này, bạn sẽ chuyển về các đầu ngón chân cho rằng.
hai ngón tay cái đặt vào hai đầu ngón chân cái. Rồi massage cho Giang hai đầu ngón chân ha. Rồi tiếp tục nào. Hai ngón chân cạnh ngón chân cái. Đó. Tiếp tục hai ngón chân giữa. Rất là dễ chịu đúng không? Hai ngón chân gần ngón áp út. Rồi và cuối cùng đến hai ngón chân út của chúng ta. Sau đó nhẹ nhàng bạn massage toàn bộ bàn chân bằng cách đặt bàn chân lên như này, lòng bàn tay áp sát lại, massage. Sâu hơn nữa, chúng ta khi massage chúng ta sẽ thấy được cái hơi ấm của lòng bàn chân. Và hãy nắm bàn tay của bạn lại, massage sâu như này. Bạn sẽ thấy chân của bạn rất là nóng, chà thật nóng lên, thật nóng lên. Đó. Và bây giờ chúng ta đổi bên, đặt cái bàn chân còn lại lên. Và chúng ta lại massage, lấy tay còn lại là áp vào lòng bàn chân. Đó, massage. Khi mà cái lòng bàn tay áp vào bàn chân, bạn sẽ cảm nhận rất là sâu cái năng lượng từ bên trong. Đó. Rồi sau khi massage xong lòng bàn chân như vậy, chúng ta sẽ nắm bàn tay của mình lại, dùng cái cườm tay và cái lòng phía này, chúng ta massage chà nóng cái bàn chân. Đó. Tay trái với chân phải và tay phải với chân trái. Nhớ là chúng ta không gồng vai cổ lên này để massage ha. Chúng ta đẩy cái vai thả mềm ra để nó massage như này ha. Đó, còn nếu mà bạn nào thấy khó thì chúng ta có thể đặt lên một viên gạch, đặt chân lên viên gạch ha. Ok, và sau khi mà massage xong như vậy, bây giờ bạn hãy ngồi khép bàn chân sát vào nhau và dùng 10 đầu ngón tay gõ vào nhau. Các đầu ngón tay sẽ tương ứng với vùng đỉnh đầu. Đó, tương ứng với vùng đầu. Đó, gõ 10 đầu ngón tay. Đó, rất là dễ chịu ha. Ok, và từ từ sau khi gõ xong, bạn đưa tay đan vào nhau, hít vào một hơi ở đây và thở ra. Bạn lật ngửa bàn tay đẩy ra phía trước cho Giang, cảm nhận vùng cánh tay được căng giãn ra. Ok, và chậm rãi hít vào, nhấc bàn chân lên, thở ra từ hai tay luồn xuống phía lòng bàn chân. Nếu mà bạn vừa tới ha, đẩy thẳng hai đầu vai ra, vươn lưng dài ra, thở ra bạn gập thân người về phía trước, hướng trái tim về lòng bàn chân, hướng ánh nhìn hướng về đất mẹ, trái tim hướng về thảm và đất mẹ. Khép cằm của bạn lại, duỗi ngực của bạn ra, cảm nhận toàn bộ vùng lưng như được duỗi. Chậm rãi hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, đưa tay trái đặt qua đầu gối phải, đưa tay phải ra phía sau, xoay cằm hướng vai phải. Hít vào, từ từ trở về giữa, đàn tay vào nhau, ôm bàn chân nào. Thở ra, tiếp tục gập thân người về phía trước, hướng trái tim về lòng bàn chân, hướng trái tim về thảm, hướng trái tim về đất mẹ, hướng ánh nhìn vào vùng đầu về đất mẹ. Cảm nhận chúng ta đang reset lại toàn bộ vùng đầu, vùng tim và cơ thể này. Và thật chậm rãi hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, đưa tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái. Và thật chậm rãi hít vào, từ từ đưa hai tay nắm lấy cổ chân. Thở ra, bạn xoay cằm qua bên phải. Hít vào, xoay cằm qua bên trái. Thở ra, xoay cằm qua bên phải. Chậm rãi hít vào, xoay cằm qua bên trái nào. Thở ra, từ từ xoay cằm qua bên phải. Thở hết ra, bạn duỗi hai gối ra cho Giang. Rồi hai tay ra phía sau, đẩy vai ngược lên, rũ nhẹ phần khớp hậu gối cho Giang. Rũ nhẹ vùng khớp gối cho Giang. Sau đó, hạ lưng của bạn xuống thảm. Hai chân duỗi dài ra, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn chân thả mềm ra, gót chân của bạn hạ mềm xuống thảm, mắt cả chân hướng xuống thảm, nhúc nhích nhẹ hai bên mông và hông, vai và lưng, thả mềm cơ thể xuống thảm.
thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giờ phút đầy hoạt động, thả mềm vai và cánh tay, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Từ vùng đỉnh đầu, từ vầng trán, từ khuôn mặt, ánh mắt, vùng cổ, vùng vai, cánh tay và trái tim này, cùng hai lá phổi và toàn bộ vùng thân trên, thân giữa, thân dưới, cảm nhận vùng lưng, vùng hông, vùng đuôi, vùng chân, bắp chân, bàn chân và từng ngón chân như được trả mềm dưới thảm. Các cơ đang được trải dài ra trên thảm. Cảm nhận mặt trước phía thân người thư giãn hoàn toàn. Mặt sau phía thân người được thảm nâng niu. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Và bây giờ chậm rãi hít vào, bạn nâng chân phải lên, đặt lên lòng đầu gối trái nào. Đặt lòng bàn chân lên đầu gối trái, tay trái đặt lên đầu gối phải. Thở ra nghiêng người qua bên trái, nghiêng cằm xoay vai phải. Cảm nhận cuộc sống được vặn xoắn. Chậm rãi hít vào trở về giữa. Thở ra, nhấc chân trái lên, đặt lên đầu gối phải. Tay phải đặt lên đầu gối trái, nghiêng người qua bên phải, xoay cằm hướng vai trái. Cảm nhận cuộc sống được vặn xoắn sâu hơn. Và thật chậm rãi, hít vào, từ từ đưa chân trái trở lại. Thở ra, bạn nhẹ nhàng co hai gối lại, rồi tay đan vào nhau ôm gối, lăng lưng của bạn qua trái, qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, qua phải, rồi từ từ trở về giữa, lăn theo chiều dọc. Và từ từ hạ hai bàn chân xuống thảm cho giang, đưa hai của bạn lên vùng ngực, nhấc phần lưng dưới của bạn lên, nhúc nhích phần lưng dưới cho giang. Rồi tay trái của bạn áp vào phía trái tim, tay phải đặt lên tay trái nào. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận sự thả mềm của trái tim. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận sự thả lỏng của hai lá phổi. Lần ba, hít vào một hơi thật sâu. Cảm nhận không khí bơm vào cơ thể thật nhiều. Máu được đưa lên não, toàn bộ vùng đỉnh đầu được kích hoạt. Toàn bộ cơ thể của bạn đang bao chứa một sự thả lỏng và một nguồn năng lượng tươi mới. Thêm một lần nữa, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Cảm nhận sự sâu lắng của trái tim. Cảm nhận hướng tâm trí của bạn vào bên trong. Và cảm nhận sự yêu thương, biết ơn toàn bộ cơ thể này, tâm trí này, đặc biệt là một chiếc đầu sáng tạo, một trái tim yêu thương và một trái tim luôn luôn rộng mở để giúp đỡ mọi người. Và bây giờ, khi đã cảm nhận thật sâu, thật sâu, khi bạn reset lại vùng đầu, vùng tim, nhẹ nhàng mở mắt của bạn ra, chớp mắt.
nhìn một ánh nhìn tươi mới, mở mắt. Sau đó nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người của bạn ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng, tay của bạn chắp lại phía trước ngực. Xoa nóng đôi bàn tay, xoa thật nóng lên nào, thật nóng lên. Sau khi đoàn tay đã nóng, hãy đưa tay của bạn áp nhanh vào phía mang tay, hai cùi chỏ đẩy sang hai bên. Và bây giờ từ từ tách hai bàn tay, hai bàn tay chắp lại, ngón cái đặt trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ và sự minh mẫn. Từ từ hạ tay xuống phía ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương, và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập bài tập ngày hôm nay cùng Giang. Cảm ơn sự xuất hiện và hiện diện của bạn từ đầu buổi cho đến cuối buổi. Nếu như bạn có bất cứ một cảm xúc tích cực nào, hay có một điều gì đó nhận biết về cơ thể trong bài tập này, hãy comment nó ở phía khung chat phía dưới. Và Giang cảm ơn bạn. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này đến thật nhiều người nữa, để giúp cho họ có được một sức khỏe, sự bình an và có được một trái tim tràn đầy tình yêu thương, một tâm trí luôn rộng mở, sáng tạo và sáng suốt. Biết ơn bạn, rằng hẹn gặp bạn tiếp theo ở video ngày mai.